Guardiola và những thất bại ở siêu cấp Anh. Trận thua Arsenal ngày 6 tháng 8 đã là thất bại thứ 3 liên tiếp của huấn luyện viên Guardiola trong các trận siêu cấp Anh. Trước đó, ông và Manchester City đã thất bại trước Leicester City với tỷ số 0-1 vào năm 2021 và trước Liverpool với tỷ số 1-3 vào năm 2022. Trong số 5 lần tham gia tranh siêu cấp Anh, Guardiola chỉ giành được chiến thắng 2 lần, 2-0 trước Chelsea vào năm 2018 và 5-4 trong loạt sút luân lưu trước Liverpool vào năm 2019. Những thất bại của Guardiola trong các trận siêu cấp cũng không chỉ dừng ở Anh. Khi còn là huấn luyện viên Bayern Munich, ông đã liên tiếp thất bại trong cả 3 trận tranh siêu cấp Đức, đối đầu với Dortmund vào các năm 2013 và 2014 và với Wolfsburg vào năm 2015. Mặc dù đã giành được 3 danh hiệu siêu cấp quốc gia cùng Barcelona, nhưng đây cũng là đấu trường chứng kiến nhiều thất bại nhất của Guardiola trong các trận tranh danh hiệu. Mặc dù vậy, Guardiola vẫn có một bộ sưu tập ấn tượng với 11 chức vô địch quốc gia, 6 cúp quốc gia, 4 cúp liên đoàn, 3 Champions League, 3 siêu cúp châu Âu và 3 FIFA Club World Cup. Trong thời gian tới, ông cùng các học trò sẽ tiếp tục tranh siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Mặc dù gặp nhiều khó khăn ở siêu cúp Anh, nhưng điều tích cực là sau 2 trận thua Leicester và Liverpool cách đây 2 năm, Manchester City đều bảo vệ thành công ngôi vương ngoại hạng Anh. Mùa giải năm 2022 đến năm 2023, họ thậm chí đoạt cú ăn 3 danh hiệu. Năm trước, Erling Haaland cũng gây thất vọng trong trận siêu cúp Anh. Tuy nhiên, chỉ trong một năm sau đó, anh đã ghi 52 bàn trong 53 trận với kỷ lục 36 bàn sau 35 trận tại ngoại hạng Anh. Trận đấu gần đây với Arsenal, Haaland gần như mất hút và đã được thay thế sau 64 phút thi đấu.